Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải 2.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 4, trang 134, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Bài tập 4 đề bài như sau. Năm 1492, nhà thám hiểm Christopher Colombo phát hiện ra châu Mỹ. Năm 1961, Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm? Như vậy, để tính khoảng cách giữa hai sự kiện này, ta sẽ lấy năm Gagarin bay vào vũ trụ trừ đi năm Colombo phát hiện ra châu Mỹ. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập số 4. Hai sự kiện cách nhau số năm là chúng ta lấy 1961 trừ đi 1492. Một không trừ được 2, lấy 11 trừ 2 bằng 9, viết 9 nhớ 1. 9 nhớ 1 bằng 10, 6 không trừ được 10, lấy 16 trừ 10 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 4 nhớ 1 bằng 5, 9 trừ 5 bằng 4, 1 trừ 1 bằng 0. Ta được kết quả là 469. 5. Như vậy, sự kiện nhà thám hiểm Christopher Colombo phát hiện ra châu Mỹ cách sự kiện nhà thám hiểm Yuri Gagarin bay vào vũ trụ 469 năm. Đáp số. Vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập 4, trang 134, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải 2.com. Cô chúc các con học tốt!